như một phương pháp điều trị mới. Kỹ thuật nút mạch cho phép điều trị u tuyến tiền liệt và u tử cung mà không cần phẫu thuật. Nhờ vậy, bệnh nhân vẫn đạt được hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, nút mạch đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các trường hợp u tiền liệt tuyến và u tử cung. So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, nút mạch mang nhiều ưu điểm nổi trội, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng hay tổn thương các cơ quan lân cận. Trong chương trình tư vấn trực tuyến do Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và các cơ quan báo chí thực hiện, các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin khoa học cập nhật về kỹ thuật nút mạch. Chương trình sẽ giải đáp các thắc mắc của khán giả về phương pháp điều trị này, đồng thời chia sẻ về hiệu quả, tính an toàn và khả năng phục hồi nhanh chóng của bệnh nhân. Kỹ thuật điều trị nút mạch của Việt Nam đang đạt được những tiến bộ vượt bậc, không chỉ thu hút bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới mà còn thu hút cả các bác sĩ quốc tế đến học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Vậy tại sao lại như vậy? Đẳng cấp và trình độ của các chuyên gia y tế Việt Nam trong lĩnh vực này như thế nào? Chúng ta sở hữu những trang thiết bị, máy móc hiện đại ra sao mà khiến cả bệnh nhân và bác sĩ từ nhiều nước đến Việt Nam để học hỏi? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời các chuyên gia đầu ngành, những người trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để chia sẻ những thông tin chuyên sâu về vấn đề này. Đón xem chương trình để lắng nghe các bác sĩ chia sẻ về những tiến bộ ấn tượng của kỹ thuật điều trị nút mạch tại Việt Nam. Nút mạch là một kỹ thuật hiện đại được sử dụng để điều trị u xơ tuyến tiền liệt và u xơ tử cung. Phương pháp này ít xâm lấn, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Lê Văn Khánh, nút mạch là kỹ thuật dùng các hạt nhỏ để nút tác động mạch đuôi khối u, từ đó làm teo nhỏ và khiến khối u không phát triển. So với phẫu thuật truyền thống, nút mạch có nhiều ưu điểm như ít gây đau, thời gian phục hồi nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thi Văn Gừng cho biết, nút mạch là lựa chọn tốt cho những bệnh nhân lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền không phù hợp với phẫu thuật. Kỹ thuật này giúp bảo tồn chức năng sinh lý của bệnh nhân, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng. Nút mạch điều trị u xơ tuyến tiền liệt và u xơ tử cung là một tiến bộ y học đáng kể, mang đến hy vọng mới cho bệnh nhân mắc các bệnh lý này. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có những chỉ định và chống chỉ định nhất định, vì vậy, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp. Người dân thường gọi bướu tiền liệt tuyến là một vấn đề nan giải, với tỷ lệ mắc cao ở nam giới trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm, nhiều người ngại đi khám và điều trị, dẫn đến những hệ lụy đáng kể. Khi bước vào tuổi trung niên, nam giới có thể gặp các triệu chứng như bí tiểu, tiểu rắc, tiểu nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, bướu tiền liệt tuyến cũng gây suy giảm đời sống vợ chồng, khiến nhiều người lo lắng. Theo tiến sĩ Thi Văn Gừng, nhiều bệnh nhân băn khoăn về phương pháp điều trị nhanh chóng, kín đáo, hiệu quả và an toàn, đặc biệt là không ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng, bởi đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong chất lượng cuộc sống của nam giới. Do đó, bài viết sẽ cung cấp cho độc giả thông tin về các phương pháp điều trị bướu tiền liệt tuyến đáp ứng nhu cầu của nam giới, giúp họ có được cuộc sống chất lượng hơn. Kỹ thuật nút mạch, an toàn, hiệu quả và bảo toàn chức năng. Kỹ thuật nút mạch là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu được sử dụng để điều trị một loạt các bệnh lý bằng cách đưa vào mạch máu một chất làm tắc tạm thời hoặc vĩnh viễn. Kỹ thuật này mang lại nhiều lợi thế vượt trội so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, bao gồm thời gian phục hồi nhanh hơn, ít đau hơn và hạn chế nguy cơ biến chứng. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của kỹ thuật nút mạch là trong điều trị u xơ tử cung và u tuyến tiền liệt. Kỹ thuật này giúp cắt đứt nguồn cung cấp máu đến khối u, khiến khối u co nhỏ và giảm các triệu chứng liên quan như đau bụng, chảy máu âm đạo bất thường hoặc tiểu tiện khó khăn. Đặc biệt, kỹ thuật nút mạch không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý ở nam giới và nữ giới. Phụ nữ vẫn có thể mang thai và sinh con an toàn sau khi điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật này. Tại sao lại gọi là nút mạch? Thuật ngữ nút mạch xuất phát từ cơ chế hoạt động của kỹ thuật này. Trong quá trình thực hiện, các hạt nút mạch được đưa vào mạch máu nuôi dưỡng khối u thông qua một ống thông nhỏ. Các hạt này sẽ làm tắc nghẽn mạch máu, cắt đứt nguồn cung cấp máu và khiến khối u teo nhỏ. Kỹ thuật nút mạch được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu, bao gồm đột quỵ, dị dạng mạch máu và phình động mạch. Phương pháp này cũng được sử dụng để điều trị ung thư gan, ung thư phổi và các loại ung thư khác. Với những ưu điểm vượt trội, kỹ thuật nút mạch đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, mang lại cho người bệnh cơ hội phục hồi nhanh chóng và bảo toàn tối đa chức năng của cơ thể. Can thiệp mạch máu, giải pháp xâm lấn tối thiểu hiệu quả cho nhiều bệnh lý. Can thiệp mạch máu là một kỹ thuật tiên tiến cho phép tiếp cận và điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu. Thay vì phẫu thuật mở, bác sĩ đưa dụng cụ vào cơ thể qua hệ thống mạch máu chỉ thông qua một lỗ nhỏ trên da, thường ở vùng đùi hoặc cổ tay. Phạm vi điều trị của can thiệp mạch máu rất rộng, bao gồm: so với phẫu thuật mở, can thiệp mạch máu có nhiều ưu điểm vượt trội. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm thiểu đau đớn, thời gian nằm viện và nguy cơ nhiễm trùng. Hơn nữa, can thiệp mạch máu cho phép tiếp cận các vị trí phức tạp trong cơ thể mà các phương pháp khác khó thực hiện được. Trong kỷ nguyên y học hiện đại, can thiệp mạch máu nổi lên như một phương pháp tối ưu, mở ra cơ hội mới cho sức khỏe con người. Sự ra đời của các trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền và phần mềm chuyên dụng đã cách mạng hóa các ca can thiệp mạch máu. Các phần mềm này giúp xác định nguồn gốc mạch đuôi, đếm số lượng mạch đuôi vùng can thiệp, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ điện quang trong quá trình xác định mạch máu mục tiêu chính xác và an toàn.
Công nghệ hiện đại cũng giúp phát hiện các vòng nối giữa mạch máu bệnh lý và mạch máu thường, giúp tránh can thiệp nhầm lẫn. Từ đó, các chuyên gia can thiệp mạch máu có thể lựa chọn phương pháp, dụng cụ và vật liệu phù hợp với từng bệnh lý cụ thể, đảm bảo hiệu quả tối ưu và chất lượng sống cho người bệnh. Ưu điểm nổi trội của can thiệp nội mạch là phương pháp tối thiểu xâm lấn, giúp bệnh nhân chỉ cần nằm viện thời gian ngắn và phục hồi nhanh chóng. Đây là bước tiến đột phá trong điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu, mang đến hy vọng và cải thiện đáng kể sức khỏe cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới. Với một lĩnh vực chuyên sâu trong điều trị bệnh lý bằng thao tác tinh vi, khó khăn, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hiền đã giải thích rằng đó chính là can thiệp vào hệ thống mạch máu, một hệ thống đặc biệt quan trọng trong cơ thể con người. Hệ thống này không chỉ kết nối và nuôi sống cơ thể mà còn là nguồn vận chuyển dinh dưỡng cũng như các yếu tố gây bệnh, lan truyền bệnh trong cơ thể. Tại Việt Nam, chính Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hiền là người không chỉ đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ mà còn đưa kỹ thuật nút mạch trở thành một phương pháp tiên tiến trong điều trị các bệnh lý. Đây cũng là nơi nhiều bác sĩ, chuyên gia từ các quốc gia khác trên thế giới đến học tập. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và sử dụng các phương pháp can thiệp bằng điện quang can thiệp hoặc nút mạch, các bác sĩ tại khu vực phía Nam thường sử dụng thuật ngữ nút mạch để giải thích cho người dân về phương pháp này. Bệnh nhân ung thư gan thường phải đối mặt với nguy cơ phẫu thuật, tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ y tế, nút mạch nội mạch đã trở thành một lựa chọn mới, đem lại hy vọng sống cho những bệnh nhân này. Nút mạch nội mạch là thủ thuật dùng thiết bị chuyên biệt để tiếp cận và bít tắc các mạch máu bất thường nuôi dưỡng khối u, từ đó hạn chế sự phát triển và di căn của chúng. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trên cả nước, đặc biệt là tại các bệnh viện lớn ở miền Nam như Bệnh viện Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Tâm Anh, kỹ thuật nút mạch đã được triển khai trong vòng 2 năm và đạt được nhiều thành công. Các bác sĩ đã thực hiện nhiều ca nút mạch phình mạch máu não, u gan, chảy máu đường tiêu hóa, vỡ gan, thận, lách do chấn thương, góp phần cứu sống và kéo dài thời gian sống cho nhiều bệnh nhân. Kỹ thuật nút mạch u xơ tử cung đang được ứng dụng rộng rãi, giúp điều trị hiệu quả căn bệnh khó nhằn này. So với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, kỹ thuật nút mạch tỏ ra vượt trội về tính an toàn và hiệu quả. Theo thạc sĩ BS Lê Văn Khánh, trưởng khoa điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định nút mạch u xơ tử cung tương tự như chỉ định phẫu thuật áp dụng cho những trường hợp u xơ tử cung gây ra các triệu chứng lâm sàng về kinh nguyệt, song kinh, cường kinh. Ngoài ra, kỹ thuật này còn được chỉ định cho những trường hợp u xơ tử cung không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc có các yếu tố nguy cơ cao gây biến chứng, ví dụ u xơ có kích thước lớn gây chèn ép các cơ quan lân cận. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật nút mạch là ít gây đau, không cần nằm viện lâu và chi phí hợp lý. Quy trình thực hiện diễn ra dưới sự hướng dẫn của hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA, đảm bảo an toàn và chính xác cao. Nhờ áp dụng bảo hiểm y tế, chi phí nút mạch u xơ tử cung tại Bệnh viện Tâm Anh đã giảm đáng kể. Trước đây, mỗi ca nút mạch có giá khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, chi phí đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu đồng. Theo bác sĩ, mức chi phí có thể dao động tùy thuộc vào số lượng vật liệu sử dụng. Bệnh nhân cũng có thể gặp một số đau đớn trong quá trình nút mạch. Tuy nhiên, Bệnh viện Tâm Anh đã phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ can thiệp và bác sĩ giảm đau để đưa ra phương pháp giảm đau tối ưu nhất cho từng bệnh nhân. Nhờ đó, hầu hết bệnh nhân sau khi nút mạch tại Bệnh viện Tâm Anh đều không gặp vấn đề đau đớn đáng kể. Tâm lý sợ đau khiến nhiều người trì hoãn điều trị. Nhiều người thường lo ngại về đau đớn khi phải phẫu thuật hay điều trị y tế. Điều này khiến họ trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Giảm đau tích cực, giải pháp xóa tan nỗi sợ. Theo bác sĩ Khánh, chuyên gia điều trị giảm đau tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nỗi sợ đau không còn là nỗi lo khi áp dụng phương pháp giảm đau tích cực. Bệnh nhân được trải nghiệm gần như không đau hoặc đau rất ít trong suốt quá trình điều trị. Kỹ thuật nhanh chóng, đơn giản, thanh toán bảo hiểm y tế. Kỹ thuật giảm đau tại Tâm Anh được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, giúp bệnh nhân xuất viện sớm. Đặc biệt, kỹ thuật này đã được đưa vào danh mục được thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế. Việc giảm đau tích cực không chỉ giúp người bệnh yên tâm điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng nhanh hơn. Phi đại tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt tăng kích thước, ảnh hưởng đến cả hệ tiết niệu và hệ sinh dục ở nam giới. Nói chung, tuyến tiền liệt bắt đầu phi đại sau tuổi 50 và tiến triển theo thời gian. Tuy nhiên, kích thước của tuyến tiền liệt không tương quan trực tiếp với mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Có những người mặc dù tuyến tiền liệt chỉ to khoảng 40-50g nhưng vẫn có triệu chứng rất nặng nề, trong khi một số người khác có tuyến tiền liệt lớn hơn, lên tới 70-80g nhưng triệu chứng lại không quá nghiêm trọng. Triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt thường liên quan đến vấn đề đi tiểu, chẳng hạn như đi tiểu thường xuyên, tiểu đêm, tiểu khó hoặc tiểu không hết. Ngoài ra, một số trường hợp còn gặp phải các vấn đề về chức năng tình dục, chẳng hạn như rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm. Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt, bao gồm cả nội khoa và ngoại khoa. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ áp dụng khi bệnh nhân có triệu chứng, chỉ dựa vào kích thước của tuyến tiền liệt để chẩn đoán và điều trị là chưa đủ. Phương pháp điều trị u xơ tuyến tiền liệt bằng can thiệp ngoại khoa có ưu điểm giải quyết triệu chứng nhanh. Tuy nhiên, điều này kéo theo nhiều phiền toái như chảy máu, nhiễm trùng, thời gian nằm viện kéo dài. Đáng quan ngại hơn, khả năng xuất tinh ngược cao sau phẫu thuật lên đến 80-90%, tỷ lệ suy giảm tình dục, thậm chí liệt dương cũng rất cao, chiếm tới vài chục phần trăm. Ngoài ra, phẫu thuật cũng có thể dẫn đến tiểu không tự chủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thời gian nằm viện thường là 5-7 ngày. Song song với điều trị can thiệp, phương pháp bảo tồn cũng được áp dụng.
năm 2010, nút mạch động mạch tuyến tiền liệt được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới. Đến nay, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện thành công, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện phương pháp này sớm nhất tại châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, riêng số lượng bệnh nhân đã được điều trị bằng nút mạch tại đơn vị của chúng tôi đã lên tới hơn 2.000 người. Đi tiểu khó hay không, không thể chỉ dựa vào cảm nhận của người bệnh. Để có chuẩn đoán chính xác, cần sử dụng các thiết bị xét nghiệm chuyên dụng. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bệnh nhân sẽ được sử dụng máy đo lưu lượng và thời gian đi tiểu. Thiết bị này sẽ giúp bác sĩ đánh giá được lưu lượng và thời gian đi tiểu của bệnh nhân, từ đó xác định chính xác mức độ khó tiểu. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan khi cho rằng mình đi tiểu bình thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sĩ, mức độ bình thường của người bệnh và tiêu chuẩn y khoa có thể khác nhau đáng kể. Đối với trường hợp đi tiểu khó, bác sĩ thường sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm khác để sàng lọc nguy cơ u tuyến tiền liệt. Chỉ sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm, bác sĩ mới có thể đưa ra chỉ định điều trị phù hợp. Thực hiện kỹ thuật nút mạch để điều trị u tuyến tiền liệt đang được nhiều nam giới quan tâm. Phương pháp này không chỉ mang lại hiệu quả điều trị cao mà còn hạn chế các biến chứng ảnh hưởng đến đời sống sinh lý nam giới. Theo Phó Giáo sư T.S. Nguyễn Xuân Hiền, chuyên gia về nút mạch, kỹ thuật này không những không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý mà còn hạn chế các biến chứng như xuất tinh khó, xuất tinh ngược hoặc rối loạn cương thường gặp ở các phương pháp điều trị thông thường. Ưu điểm của phương pháp nút mạch là người bệnh nam giới không phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc trở lại với đời sống tình dục sau phẫu thuật như các phương pháp khác. Bởi nút mạch thực hiện trên vùng nhạy cảm nhưng không gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh liên quan đến chức năng sinh lý. U sơ tiền liệt và nhiễm trùng đường tiểu, điều trị như thế nào? Khi bị u sơ tiền liệt và nhiễm trùng đường tiểu, triệu chứng của hai bệnh lý này có thể chồng chéo nhau. Do đó, điều trị nhiễm trùng đường tiểu trước tiên là cần thiết để đánh giá chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng đường tiểu dưới. Nếu nguyên nhân là do u sơ tiền liệt, mức độ của bệnh sẽ được đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Trong trường hợp u sơ tiền liệt gây ra triệu chứng đường tiểu dưới, phương pháp nút mạch có thể được cân nhắc, đặc biệt nếu bệnh nhân mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp hoặc bệnh lý tim mạch. Đối với bệnh nhân vừa bị u sơ tiền liệt vừa bị nhiễm trùng đường tiểu, điều trị nhiễm trùng trước tiên là cần thiết để tránh tình trạng nhiễm trùng lây lan ra các cơ quan lân cận sau khi phẫu thuật hoặc nút mạch. Nút mạch tác động đến tình dục ít hơn phẫu thuật. Trong một cuộc phỏng vấn, bác sĩ Thi Văn Cường cho biết nút mạch ít ảnh hưởng đến chức năng tình dục hơn phẫu thuật. Cụ thể, nút mạch chỉ gây ảnh hưởng trong vòng dưới 10 phút, trong khi phẫu thuật có thể kéo dài từ 3 đến 70 phút. Do đó, nếu bệnh nhân quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng tình dục, nên lựa chọn phương pháp nút mạch. Phương pháp này có tỷ lệ biến chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động tình dục thấp hơn đáng kể. Dịch vụ chăm sóc toàn diện giảm bớt gánh nặng gia đình. Bác sĩ Cường cũng nhấn mạnh rằng bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện tại viện, giúp người nhà bệnh nhân không phải lo lắng quá nhiều về việc chăm sóc. Đây là một lợi thế lớn, đặc biệt đối với những bệnh nhân có bệnh nền như tiểu đường hoặc tim mạch, bởi vì nút mạch ít gây biến chứng hơn phẫu thuật nên nó đặc biệt hiệu quả đối với những trường hợp này. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân bị nhiễm trùng, có thể cần phải điều trị trước khi tiến hành nút mạch hoặc phẫu thuật. Bệnh viện Tâm Anh tại thành phố Hồ Chí Minh vừa trang bị máy DSA tích hợp công nghệ AI hiện đại để ứng dụng vào nút mạch u tuyến tiền liệt. Đây là công nghệ tiên tiến hỗ trợ tự động tìm ra số lượng, đường đi và góc của động mạch tuyến tiền liệt, giúp bác sĩ thao tác nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn và giảm thiểu biến chứng. Hiện nay, rất ít bệnh viện áp dụng công nghệ này, không chỉ trong điều trị u tuyến tiền liệt mà còn có thể điều trị u sơ tử cung, u gan. Ban đầu, bác sĩ có thể gặp khó khăn khi thực hiện thủ thuật này vì chưa quen, nhưng hiện tại, hệ thống bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thủ thuật nút mạch u tuyến tiền liệt rất nhanh chóng, coi như một thủ thuật thường quy. Theo bác sĩ Thi Văn Gừng, sau khi điều trị kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, bác sĩ sẽ thực hiện nút mạch khi đủ điều kiện. Thủ thuật này không quá phức tạp, do đó, người bệnh có thể sắp xếp thời gian đưa người thân đến thăm khám để bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng bệnh và chỉ định thời gian nút mạch phù hợp nhất. Đái rắc và tiểu đêm, nguyên nhân và phương pháp điều trị hiện đại. Đái rắc và tiểu đêm là những triệu chứng thường gặp, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Để có phương pháp điều trị hiệu quả, xác định chính xác nguyên nhân đằng sau những triệu chứng này là điều vô cùng quan trọng. Nguyên nhân gây đái rắc và tiểu đêm có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến đái rắc và tiểu đêm, bao gồm bệnh lý tuyến tiền liệt, chẳng hạn như phì đại tuyến tiền liệt, bệnh lý bàng quang, chẳng hạn như bàng quang tăng hoạt và bàng quang thần kinh. Điều trị đái rắc và tiểu đêm tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Nếu nguyên nhân là do bệnh lý tuyến tiền liệt, phẫu thuật hoặc nút mạch có thể là lựa chọn điều trị. Nếu do bệnh lý bàng quang, thuốc hoặc các liệu pháp hành vi có thể được áp dụng. Phương pháp nút mạch là một thủ thuật ít xâm lấn, thay thế cho phẫu thuật truyền thống. Thủ thuật này liên quan đến việc đưa một thiết bị nhỏ gọi là nút mạch vào động mạch nuôi dưỡng tuyến tiền liệt, giúp giảm lưu lượng máu và co nhỏ tuyến tiền liệt. So sánh nút mạch và mổ nội soi, các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng hiệu quả điều trị của nút mạch ngang bằng với phẫu thuật mổ nội soi trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Cả hai phương pháp đều mang lại kết quả tương tự về cải thiện các triệu chứng và kéo dài hiệu quả lên đến 24 tháng. Nếu bạn gặp phải tình trạng đái rắc hoặc tiểu đêm, hãy tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ để xác định nguyên nhân và nhận được phương pháp điều trị phù hợp. Các bệnh viện uy tín như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có thể cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị toàn diện, giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống và lấy lại giấc ngủ ngon. Nút mạch tuyến tiền liệt là phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt đã được công nhận giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo các chuyên gia, nút mạch tuyến tiền liệt có vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng sinh lý cho nam giới.
Cụ thể, một bệnh nhân 90 tuổi sau khi nút mạch tuyến tiền liệt đã có thể hoạt động bình thường, thoải mái hơn. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng có hạn chế là có thể phải can thiệp lại sau một thời gian nhất định. Tỷ lệ tái phát sau 5 năm theo nghiên cứu thế giới nằm trong khoảng từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, so với phẫu thuật, nút mạch tuyến tiền liệt có tỷ lệ tái phát nhỏ hơn và ít xâm lấn hơn. Đến nay, hai hiệp hội liệu khoa lớn nhất thế giới là Hiệp hội Liệu khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Liệu khoa Châu Âu đã công nhận nút mạch động mạch tuyến tiền liệt là một phương pháp điều trị hiệu quả cho phi đại tuyến tiền liệt có triệu chứng. Nhiều nam giới gặp phải tình trạng phi đại tiền liệt tuyến, ảnh hưởng không chỉ đến đời sống tình dục mà còn cả sức khỏe. Với phương pháp nút mạch, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến giải pháp tối ưu cho tình trạng này. Kỹ thuật nút mạch có hiệu quả tương đương với các phương pháp truyền thống, đồng thời hạn chế biến chứng. Phương pháp này được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Tâm Anh với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhờ vào kỹ thuật nút mạch, các bác sĩ có thể can thiệp trực tiếp vào động mạch nuôi khối u tiền liệt tuyến, giúp ngăn chặn sự phát triển của u và giảm các triệu chứng khó chịu. Phương pháp này được đánh giá cao về tính an toàn và hiệu quả, mang đến hy vọng mới cho những người mắc phi đại tiền liệt tuyến. Kỹ thuật nút mạch u xơ tử cung, tác động đến khả năng sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt. Nút mạch với u xơ tử cung. Phương pháp nút mạch được áp dụng khi các phương pháp nội khoa không đem lại hiệu quả hoặc khi có chỉ định phẫu thuật. Kỹ thuật này can thiệp bằng cách đưa vật liệu tắc mạch vào động mạch nuôi u, ngăn chặn nguồn máu đến nuôi dưỡng u, dẫn đến teo nhỏ và thoái triển khối u. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nút mạch được đánh giá không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản vì kỹ thuật chỉ tác động trực tiếp đến động mạch nuôi u. Hai nhánh động mạch còn lại cung cấp máu cho âm đạo và buồng trứng không bị tổn thương trong quá trình nút mạch. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nút mạch không ảnh hưởng đến chất lượng trứng hoặc chức năng buồng trứng, do đó không làm giảm khả năng thụ thai. Ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Sau khi nút mạch, chu kỳ kinh nguyệt có thể bị thay đổi trong vài tháng đầu do tác động của thuốc gây tê. Tuy nhiên, sau đó chu kỳ kinh nguyệt thường sẽ ổn định trở lại. Trong một số trường hợp hiếm hoi, u xơ tử cung có thể tái phát sau khi nút mạch. Nếu tái phát, bệnh nhân có thể được cân nhắc nút mạch lại hoặc chuyển sang phương pháp phẫu thuật. Nút động mạch là một phương pháp điều trị bảo tồn nhằm giữ lại tử cung, mang lại cơ hội mang thai cho những người mắc u xơ tử cung. Phương pháp này đã được áp dụng thành công tại Việt Nam trong gần 30 năm qua. Qua nhiều nghiên cứu và báo cáo, các chuyên gia đã chứng minh hiệu quả của nút động mạch trong việc bảo tồn chức năng sinh sản. Nhiều bệnh nhân đã mang thai và sinh con khỏe mạnh sau khi được điều trị nút động mạch. Với sự phát triển của trang thiết bị y tế, nút động mạch hiện nay được thực hiện bằng các ống thông nhỏ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện thủ thuật này tại các cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Phương pháp nút động mạch mang lại hy vọng cho những người mắc u xơ tử cung muốn có con. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, bệnh nhân cần lựa chọn cơ sở y tế uy tín và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ. Ngày nay, xu hướng điều trị bệnh lý phụ khoa chính là bảo tồn tối đa tử cung. Việc giữ lại tử cung cho phụ nữ không chỉ mang đến cơ hội mang thai mà còn đảm bảo chất lượng cuộc sống. Bởi lẽ, việc cắt bỏ tử cung, kể cả cắt bán phần, có thể dẫn đến mất tự tin và hình thành sẹo. Ngoài ra, các phương pháp điều trị hiện đại đều hướng đến việc hạn chế biến chứng và rủi ro cho người bệnh, giúp họ trải qua quá trình điều trị nhẹ nhàng và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật. Những chia sẻ này của các chuyên gia phản ánh sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ, cảm nhận của người bệnh. Thiết bị y tế tối tân tại Bệnh viện Tâm Anh trong kỹ thuật nút mạch. Kỹ thuật nút mạch hiện đại đóng vai trò quan trọng trong điều trị các bệnh lý mạch máu. Để thực hiện thành công phương pháp này, Bệnh viện Tâm Anh trang bị hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình chẩn đoán và can thiệp. Máy chụp cộng hưởng từ MRI. Bệnh viện sử dụng máy MRI từ 1,53 Tesla trở lên với số lớp cắt lên đến 1.975 lớp. Công nghệ này hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh chi tiết, giúp đánh giá chính xác các tổn thương mạch máu. Hệ thống DSA hiện đại. Trong quá trình can thiệp, bệnh viện sử dụng hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA tiên tiến. Hệ thống này cho phép tạo hình ảnh mạch máu rõ nét, giúp bác sĩ xác định vị trí chính xác cần can thiệp. Hệ thống phòng mổ. Phòng mổ được trang bị hệ thống điều hòa không khí vô trùng, máy thở, hệ thống theo dõi chức năng sinh tồn và các thiết bị hỗ trợ khác. Điều này đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho bệnh nhân trong suốt quá trình thực hiện kỹ thuật nút mạch. Kỹ thuật nút mạch là phương pháp điều trị tiên tiến sử dụng thiết bị chuyên biệt để tiếp cận chính xác các mạch máu nhỏ, kể cả những mạch có đường kính chỉ 2mm. Điều này giúp bảo tồn tối đa phần lành của mạch máu, chỉ điều trị trực tiếp vào tổn thương. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu hệ thống thiết bị nút mạch hiện đại, đáp ứng nhu cầu can thiệp không chỉ đối với tuyến tiền liệt và tử cung, mà còn nhiều bệnh lý khác có thể tiếp cận bằng đường mạch máu. Phương pháp này đem lại hiệu quả cao, giúp giảm thiểu rủi ro và thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, trưởng khoa nội tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có đầy đủ khả năng đáp ứng nhu cầu can thiệp bằng kỹ thuật nút mạch cho các bệnh lý mạch máu và tuyến tiền liệt tử cung. Nút mạch, công nghệ tiên tiến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Bệnh viện Tâm Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị hệ thống nút mạch tiên tiến, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Hệ thống này cho phép phát hiện số lượng, đường đi và góc độ của các mạch máu, hỗ trợ bác sĩ nhìn rõ hơn, can thiệp sâu hơn và giảm tối đa biến chứng.
Phần mềm tiên tiến có tên gọi Imbibe, giống như Google Maps trong y khoa, cho phép bác sĩ đánh dấu vị trí tổn thương và góc độ của ống thông. Từ đó, hệ thống sẽ xác định chính xác các mạch máu cung cấp máu cho tổn thương, giúp bác sĩ lập kế hoạch điều trị tối ưu. Với công nghệ này, bác sĩ có thể xác định chính xác các mạch máu bị tổn thương, vị trí can thiệp an toàn và hiệu quả nhất, cũng như lựa chọn dụng cụ thích hợp. Nhờ đó, thủ thuật nút mạch diễn ra nhanh chóng, hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Loạn kinh nguyệt ở phụ nữ là gì? Loạn kinh nguyệt là tình trạng mất cân bằng nội tiết tố khiến phụ nữ gặp phải nhiều vấn đề về kinh nguyệt, bao gồm chảy máu kinh quá nhiều. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể mất lượng máu lớn dẫn đến thiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Triệu chứng đau đớn của u xơ tử cung. Ngoài loạn kinh nguyệt, u xơ tử cung còn gây ra những cơn đau dữ dội. Khi kết hợp cả hai triệu chứng này, bệnh nhân sẽ phải chịu đựng sự hành hạ dai dẳng. Phương pháp điều trị u xơ tử cung hiện nay. Để điều trị u xơ tử cung, bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp nội khoa hoặc ngoại khoa. Phương pháp nội khoa giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, trong khi phương pháp ngoại khoa là phẫu thuật cắt bỏ u xơ. Bên cạnh đó, kỹ thuật nút mạch u xơ hoặc đốt sóng cao tần cũng được áp dụng để xâm nhập tối thiểu, giúp giảm thiểu các triệu chứng lâm sàng của bệnh. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Tâm Anh, bệnh nhân sẽ được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá vị trí của u xơ. Nếu u xơ nằm trong cơ tử cung, kỹ thuật nút mạch có thể giúp giảm các triệu chứng hiệu quả. Đối với u xơ nhỏ ở các vị trí khác, có thể áp dụng đốt sóng cao tần. Nút mạch u xơ là phương pháp can thiệp tối thiểu, giúp bảo tồn tử cung và tránh biến chứng. Đây là lựa chọn tối ưu cho phụ nữ muốn giữ lại khả năng sinh sản hoặc tránh các nguy cơ phẫu thuật. Tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp điều trị u xơ tử cung, can thiệp mạch hay phẫu thuật bóc tách. Khi quyết định phương pháp điều trị u xơ tử cung, các bác sĩ sẽ dựa vào vị trí và kích thước của khối u. Sao đối với u xơ dưới thanh mạc, lồi vào trong bụng, nếu diện bám khối u trên 50%, có thể can thiệp mạch được, nếu diện bám nhỏ hơn, có thể phẫu thuật bóc tách. Sao đối với u xơ trong cơ tử cung hoặc dưới niêm mạc, thường gây ra triệu chứng rong kinh sớm, bệnh nhân có thể có u nhỏ nhưng đã rong kinh. Với những trường hợp u xơ to, chèn ép bàng quang hoặc trực tràng, các bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp phẫu thuật bóc tách hoặc nút mạch tùy thuộc vào vị trí và kích thước khối u. Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị bảo tồn u xơ tử cung, trong đó có đốt sóng cao tần. Phương pháp này được đánh giá cao vì ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ đốt sóng cao tần để điều trị u xơ tử cung. Kỹ thuật này giúp bệnh nhân chỉ cần nằm viện một ngày. Đối với những khối u nằm trong cơ tử cung và người phụ nữ không còn mong muốn mang thai, phương pháp điều trị tối ưu là cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân vẫn muốn giữ lại tử cung, đốt sóng cao tần là một lựa chọn phù hợp. Theo các bác sĩ, phương pháp này tùy thuộc vào kích thước và vị trí của khối u. Với những u xơ lớn như trường hợp của bệnh nhân Trinh Trinh, 12 cm, bác sĩ sẽ cân nhắc các phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm cả nút mạch hoặc phẫu thuật. Can thiệp nội mạch trong điều trị u xơ tử cung. U xơ tử cung là một khối u lành tính phát triển trên cơ tử cung. Tùy thuộc vào vị trí của u xơ, bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị phù hợp. Nếu u xơ nằm dưới thanh mạc, lớp ngoài của tử cung, bác sĩ thường khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, nếu u xơ nằm dưới niêm mạc, lớp lót bên trong tử cung hoặc trong cơ, bác sĩ có thể xem xét áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch. Can thiệp nội mạch là một thủ thuật ít xâm lấn hơn nhiều so với phẫu thuật. Bác sĩ sẽ đưa một ống thông nhỏ qua động mạch đùi lên tử cung, sau đó bác sĩ sẽ bơm một chất làm tắc mạch vào các mạch máu nuôi dưỡng u xơ. Phương pháp can thiệp nội mạch có hiệu quả ngay lập tức. Các triệu chứng của u xơ như chảy máu kinh nhiều, đau bụng và đi tiểu thường xuyên sẽ giảm sau lần điều trị đầu tiên. Tuy ít xâm lấn, nhưng can thiệp nội mạch vẫn có những rủi ro nhất định. Nếu bác sĩ thực hiện thủ thuật không chuẩn xác, đầu ống thông đặt sai vị trí hoặc tốc độ bơm chất làm tắc mạch quá mạnh, có thể dẫn đến tắc nghẽn các mạch máu không mong muốn. Điều này có thể gây suy buồng trứng hoặc vô kinh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Hiệu quả và độ an toàn của can thiệp nội mạch phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật của bác sĩ và dụng cụ được sử dụng. Nếu được thực hiện đúng cách, phương pháp này có thể mang lại kết quả tốt mà không gây ra biến chứng đáng kể. U gan lớn không còn là nỗi lo nhờ can thiệp mạch. Các chuyên gia y tế khẳng định rằng kích thước không phải là yếu tố ngăn cản việc can thiệp mạch trong điều trị u gan. Bác sĩ Thi Văn Ngư, chuyên gia can thiệp mạch, cho biết: "Chúng tôi đã nút được các khối u lớn tới 25 cm, tương đương với kích thước thai nhi 8 tháng. Chỉ sau 3 tháng, bụng bệnh nhân trở lại bình thường và có thể mặc váy. Trong những trường hợp u gan có nguy cơ xoắn hoặc hoại tử, bác sĩ có thể chia thành 2 lần can thiệp để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân." Bác sĩ Ngư khẳng định: "Hiện tại, chúng tôi tự tin sở hữu kỹ thuật nút mạch đạt trình độ tốt nhất, giúp giảm tối đa kích thước khối u. Nhờ đó, bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng và hiệu quả điều trị lâu dài." Can thiệp mạch mang lại hy vọng mới cho người bệnh u gan. Can thiệp mạch là phương pháp ít xâm lấn, sử dụng ống thông nhỏ đưa vào động mạch nuôi dưỡng khối u. Sau đó, các hạt nút được bơm vào để cắt đứt nguồn cung cấp máu, khiến khối u teo nhỏ và dần tiêu biến. So với phẫu thuật, can thiệp mạch có nhiều ưu điểm như thời gian thực hiện ngắn, ít gây đau đớn và phục hồi nhanh. Hơn nữa, phương pháp này phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân, kể cả những người có bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe yếu. Nút mạch là một kỹ thuật can thiệp tối thiểu, có độ an toàn cao.
Khi thực hiện đúng kỹ thuật, nút sẽ được đưa chính xác đến vị trí tổn thương, tránh ảnh hưởng đến các vùng lành lân cận. Trong suốt 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào bị tai biến hoặc bất thường do nút mạch không đúng chỗ. Do đó, người bệnh có thể yên tâm về độ an toàn của kỹ thuật này. Tuy nhiên, với những người có rối loạn đông máu nặng, đặc biệt là khi số lượng tiểu cầu dưới 50.000, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện nút mạch. Can thiệp mạch, giải pháp tối ưu cho bệnh nhân chống chỉ định phẫu thuật. Can thiệp mạch là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu được chỉ định cho những bệnh nhân không thể phẫu thuật do chống chỉ định về phẫu thuật như rối loạn đông máu, suy gan, suy thận nặng hoặc bất thường giải phẫu phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, bác sĩ có thể yêu cầu giảm liều hoặc ngưng thuốc chống đông 1-2 ngày trước khi can thiệp. Sau can thiệp, bệnh nhân sẽ tiếp tục sử dụng thuốc chống đông như bình thường. Trong trường hợp đặt stent mạch vành, thời gian ngưng thuốc chống đông có thể chỉ cần 1 ngày. Ưu điểm vượt trội của can thiệp mạch là xâm nhập tối thiểu thông qua một lỗ nhỏ, giúp giảm đáng kể nguy cơ chảy máu so với phẫu thuật. Do đó, ngay cả những bệnh nhân có rối loạn đông máu, đặt stent mạch hoặc dị ứng thuốc, thuốc gây mê vẫn có thể được can thiệp mạch an toàn. Kết quả xét nghiệm máu chỉ hợp lệ trong 30 ngày. Các xét nghiệm máu bao gồm xét nghiệm sinh hóa và công thức máu tại Bệnh viện Tâm Anh sẽ có thời hạn hợp lệ là 30 ngày kể từ ngày thực hiện. Sau thời gian này, bệnh nhân cần làm lại các xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác. Kết quả chẩn đoán hình ảnh hợp lệ trong 3 tháng. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh như chụp tử cung trong vòng 1 đến 3 tháng vẫn được chấp nhận tại Tâm Anh, bệnh nhân không cần thực hiện lại các xét nghiệm này. Thời gian điều trị tối thiểu. Sau khi thăm khám tại Tâm Anh, bệnh nhân sẽ được các chuyên gia đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra chỉ định can thiệp. Thời gian điều trị tối thiểu được rút ngắn để bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng và hiệu quả. Các xét nghiệm bổ sung trước can thiệp. Trước khi can thiệp, bệnh nhân sẽ được thực hiện các xét nghiệm bổ sung như siêu âm tử cung nhằm đánh giá vị trí u nang, mức độ xâm lấn và đưa ra chỉ định phù hợp. Thời gian can thiệp và xuất viện. Thông thường, bệnh nhân sẽ được can thiệp trong vòng 10 giờ sáng đến chiều. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được theo dõi và xuất viện vào ngày hôm sau. Vận động. Sau khi nút mạch, bệnh nhân nên vận động nhẹ nhàng trong tuần đầu để tăng lưu thông máu, tránh rỉnh trong buồng tử cung và nhuận tràng. Vận động mạnh sau thủ thuật có thể gây hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Quan hệ. Để tránh biến chứng nhiễm trùng, bác sĩ khuyên bệnh nhân hạn chế quan hệ trong tuần đầu sau thủ thuật. Sau thời gian này, bệnh nhân có thể quan hệ bình thường nếu sức khỏe phục hồi tốt. Vệ sinh. Bệnh nhân nên hạn chế ngâm mình trong bồn lâu sau thủ thuật, thay vào đó, tắm rửa bình thường sẽ giúp đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa nhiễm trùng. Đốt u sơ tử cung, so sánh phương pháp RFA với nút mạch. Phương pháp đốt u sơ tử cung có nhiều lựa chọn, trong đó có đốt sóng vô tuyến tần số cao, RFA, và nút mạch tử cung. Mỗi phương pháp có chỉ định và chống chỉ định riêng. Phương pháp đốt RFA. Đốt RFA thường dành cho u sơ tử cung kích thước nhỏ, dưới 7-8cm, ở vị trí thuận lợi, tối đa 3 u, và gây ra triệu chứng lâm sàng như rong kinh, cường kinh. Phương pháp này có hiệu quả tốt trong đốt u sơ tử cung. Phương pháp nút mạch. Nút mạch tử cung được chỉ định cho trường hợp đa u sơ tử cung hoặc u sơ kích thước lớn. Phương pháp này tác động mạch nuôi dưỡng khối u, làm u teo nhỏ dần. Cơ chế hoạt động. Đốt RFA sử dụng sóng vô tuyến tạo ra ma sát nhiệt, làm bỏng và tiêu diệt khối u. Nút mạch sử dụng hạt gây tắc để ngăn chặn nguồn máu nuôi u. So sánh với phẫu thuật, cả đốt RFA và nút mạch đều là phương pháp xâm lấn tối thiểu, ít đau và phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật có thể loại bỏ hoàn toàn khối u, trong khi đốt RFA và nút mạch có thể làm teo nhỏ hoặc phá hủy u tùy từng trường hợp. Lựa chọn phương pháp. Lựa chọn phương pháp đốt u sơ tử cung phù hợp phụ thuộc vào kích thước, vị trí, số lượng u và các triệu chứng của từng bệnh nhân. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể và lựa chọn phương pháp tối ưu nhất. U sơ tử cung là một tình trạng phổ biến ở phụ nữ, có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như đau bụng, kinh nguyệt ra nhiều và đau khi quan hệ. Hiện nay, có hai phương pháp chính để điều trị u sơ tử cung là nút mạch và phẫu thuật. Một nghiên cứu gần đây đã so sánh hiệu quả của hai phương pháp này và cho thấy rằng nút mạch có tỷ lệ tái phát thấp hơn sau 5 năm. Tuy nhiên, sự khác biệt này không đáng kể. Điều này có nghĩa là cả hai phương pháp đều có tỷ lệ tái phát tương đương nhau. Do đó, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp sẽ tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân. Bác sĩ sẽ xem xét kích thước, vị trí của u sơ và các yếu tố khác để đưa ra phương pháp điều trị tối ưu. Nếu bạn đang cân nhắc giữa nút mạch và phẫu thuật để điều trị u sơ tử cung, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với mình. IVF và u sơ tử cung, kỹ thuật giữ tử cung giúp thành công có mẹ. Trong chương trình tư vấn sức khỏe gần đây, bác sĩ Xuân Hiền đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhân sinh con thành công sau khi áp dụng kỹ thuật giữ tử cung trong quá trình IVF. Theo bác sĩ Hiền, một bệnh nhân nữ sinh năm 1992 ở Vĩnh Phúc đã từng thực hiện IVF 2 lần nhưng không giữ được thai do có nhiều u sơ tử cung. Sau khi được nút mạch u sơ, người bệnh đã mang thai sau 3 tháng. Đến ngày 26 tháng 3 vừa qua, chị đã sinh con trai nặng 2,9 kg tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ ở Hà Tây có u sơ tử cung khoảng 10cm. Sau khi nút mạch, kích thước u giảm xuống còn 4-5cm và người bệnh đã mang thai bình thường. Mới đây, chị cũng đã sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
Bác sĩ Hiền cho biết đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp thành công áp dụng kỹ thuật giữ tử cung trong quá trình IVF, hiện còn một số trường hợp lạc nội mạc tử cung đang mang thai. Nút mạch u xơ tử cung, tia hy vọng cho phụ nữ khó thụ thai. Người phụ nữ không có tử cung sẽ không thể mang thai, ngược lại, ngay cả khi giữ lại được tử cung, cơ hội mang thai còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác từ tình trạng của người chồng, vòi trứng cho đến sức khỏe tổng thể của người bệnh. Nghiên cứu cho thấy có những trường hợp phụ nữ giữ được tử cung vẫn có cơ hội mang thai, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến cả sức khỏe của người chồng và tình trạng bình thường của vòi trứng cùng tử cung. Theo kinh nghiệm thực tế qua nhiều năm làm về nút mạch u cơ tử cung, các bác sĩ nhận thấy phương pháp này mang lại hiệu quả khá cao trong việc giúp phụ nữ khó thụ thai có khả năng mang thai. Hiện tại, đây vẫn là phương pháp mang lại nhiều cơ hội nhất cho phụ nữ mắc u xơ tử cung mong muốn sinh con. Với sự phát triển của y học hiện đại, có thể trong tương lai sẽ có những phương pháp khác tối ưu hơn để điều trị u xơ tử cung và tăng khả năng sinh sản cho phụ nữ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nút mạch u xơ tử cung vẫn là giải pháp hiệu quả và an toàn nhất. U xơ tử cung là tình trạng phát triển các khối u lành tính trong tử cung. Tùy vào kích thước, vị trí và mức độ nghiêm trọng, u xơ tử cung có thể gây ra các triệu chứng như rong kinh, đau bụng dữ dội khi hành kinh, tiểu tiện khó khăn hoặc vô sinh. Theo bác sĩ phụ khoa Nguyễn Thị Hiền, u xơ tử cung có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu chúng nằm ở vị trí chèn ép buồng tử cung hoặc lớp niêm mạc. Trong trường hợp này, u xơ có thể cản trở quá trình thụ tinh hoặc làm tổ của phôi thai. Để chẩn đoán chính xác u xơ tử cung, bác sĩ sẽ tiến hành khám phụ khoa, siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ MRI. Nếu u xơ gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật để loại bỏ chúng. Phát hiện sớm u xơ tử cung. U xơ tử cung là một bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. Bệnh không gây nguy hiểm nhưng có thể gây ra một số biến chứng như rong kinh, đau bụng dưới và vô sinh. Vì vậy, chị em phụ nữ cần chú ý theo dõi sức khỏe sinh sản để phát hiện sớm u xơ tử cung và điều trị kịp thời. Triệu chứng cảnh báo u xơ tử cung. Xử trí u xơ tử cung. Tùy vào kích thước, vị trí và mức độ ảnh hưởng của u xơ tử cung mà bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp. Trong trường hợp u xơ tử cung có kích thước nhỏ, dưới 5cm và không gây biến chứng, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ. Ngược lại, nếu u xơ tử cung có kích thước lớn, gây rong kinh, đau bụng hoặc vô sinh thì bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp bằng thuốc hoặc phẫu thuật. Ảnh hưởng của u xơ tử cung đến khả năng sinh sản. U xơ tử cung nằm ở niêm mạc tử cung, đặc biệt là những khối u có kích thước từ 0 đến 1cm có thể làm biến dạng buồng tử cung, khiến thai nhi không thể làm tổ và phát triển bình thường. Do đó, phụ nữ bị u xơ tử cung có thể gặp khó khăn trong việc thụ thai. Lời khuyên từ bác sĩ. Bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm u xơ tử cung và điều trị kịp thời. Nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ u xơ tử cung, chị em nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Gặp phải trường hợp khán giả Bảo Ngọc thắc mắc về thủ thuật nút mạch để chuẩn bị làm IVF, bác sĩ Khánh khuyến cáo người bệnh nên đặt lịch trước để tránh ùn tắc và được chăm sóc tốt nhất. Tại Bệnh viện Tâm Anh, việc đặt lịch có thể thực hiện qua tổng đài hoặc gọi trực tiếp đến cơ sở bệnh viện. Người bệnh có thể đặt lịch khám với Phó Giáo sư Hiền hoặc bác sĩ Khánh để được tư vấn cụ thể. Bệnh viện Tâm Anh thực hiện khám từ thứ 2 đến thứ 7 và can thiệp từ thứ 2 đến thứ 6. Đặt lịch trước sẽ giúp bạn được chăm sóc cẩn thận và thuận tiện nhất. Nút mạch điều trị u tuyến tiền liệt, quy trình và chú ý. Trong trường hợp chảy máu đường niệu do ung thư tiền liệt tuyến, nút mạch có thể được chỉ định để cầm máu, mặc dù mục đích chính vẫn là điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, nếu nút mạch được áp dụng để điều trị ung thư thì nó không được chỉ định. Đối với những người chuẩn bị nút mạch điều trị u tuyến tiền liệt, việc chuẩn bị trước là rất quan trọng. Về thủ tục, tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quá trình này khá đơn giản và gọn nhẹ. Người bệnh có thể đăng ký khám bệnh qua tổng đài hoặc tìm số điện thoại trên website của bệnh viện. Sau khi đăng ký, người bệnh sẽ được khám và làm xét nghiệm cơ bản. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng nút mạch. Trong trường hợp chưa cần thiết, người bệnh vẫn có thể được điều trị bằng phương pháp khác. Can thiệp động mạch đùi, thời gian khỏi bệnh ngắn, vận động bình thường. Sau khi can thiệp động mạch đùi, bệnh nhân chỉ cần nằm viện trong thời gian ngắn, người bệnh có thể ăn uống tại giường và đi lại bình thường chỉ sau 8 giờ. Việc chăm sóc sau thủ thuật cũng khá đơn giản. Sau khi có thể vận động bình thường, bệnh nhân sẽ được rút ống tiểu và có thể đi tiểu bình thường. Họ có thể xuất viện ngay chiều hôm sau. Trong vòng 3-5 ngày đầu sau can thiệp, bệnh nhân nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng, tránh làm việc quá sức. Sau khoảng 1 tuần, bệnh nhân có thể hoạt động tình dục bình thường nếu có nhu cầu. Với phương pháp can thiệp động mạch đùi, bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng, giảm thiểu phiền hà và rút ngắn thời gian nằm viện. Với sự tiến bộ của y học, kỹ thuật nút mạch đã trở thành phương pháp tối ưu trong điều trị u tuyến tiền liệt và u xơ tử cung. Phương pháp này giúp giảm bớt thủ tục và thời gian điều trị, mang lại sự thoải mái hơn cho bệnh nhân. So với phẫu thuật truyền thống, nút mạch ít xâm lấn hơn và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh. Đặc biệt, kỹ thuật này đem lại hiệu quả cao trong điều trị u tuyến tiền liệt và u xơ tử cung, những căn bệnh phổ biến với tỷ lệ mắc cao. Những bệnh viện lớn như Tâm Anh đã ứng dụng thành công kỹ thuật nút mạch trong việc điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Phương pháp này mang lại hiệu quả, an toàn và giúp bệnh nhân xuất viện sớm hơn, tạo sự thoải mái và tiện lợi tối đa.
Kỹ thuật bút mạch đang trở thành phương pháp điều trị hiệu quả cho u tiền liệt tuyến và u tử cung thay thế cho phẫu thuật. Kỹ thuật này ít xâm lấn, an toàn và giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Các chuyên gia y tế Việt Nam đạt trình độ cao trong lĩnh vực này, thu hút bệnh nhân và các bác sĩ quốc tế đến học hỏi kinh nghiệm. Nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, Việt Nam đang dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị bút mạch, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.